Việc Tổng thống Mỹ John Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng đã nhận được làn sóng ủng hộ từ các nghệ sĩ Hollywood. Trong đó, nhiều ngôi sao danh tiếng ca ngợi hành động về vườn của ông là sáng suốt. Người thay thế vị Tổng thống 81 tuổi này, Phó tướng Kamala Harris, làm ứng viên của Đảng Dân Chủ trong chiến dịch này. Diễn viên Star Wars Mark Hamill viết trên Twitter, Joe Biden có thành tựu mà không Tổng thống nào trong thời đại chúng ta có thể sánh bằng. Ông đã khôi phục lại sự trung thực, phẩm giá và liêm chính cho Nhà Trắng sau 4 năm bê bối và hỗn loạn. Cảm ơn vì sự phụng sự của ngài Tổng thống. Bây giờ với tư cách là những người Mỹ yêu nước, chúng ta có trách nhiệm phải bầu ra một đảng viên Dân Chủ sẽ tôn vinh và phát huy di sản của ngài. Quyết định này của ông Biden cũng khiến cả nước Mỹ sững sờ. Được phục vụ với tư cách Tổng thống của các bạn là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Mặc dù có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc tôi từ bỏ và tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là Tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho đảng của tôi và đất nước, ông Biden cho biết. Tuy nhiên, điều này không làm vị Tổng thống cao tuổi bị chỉ trích, ngược lại còn được người dân ghi nhận sâu sắc về những cống hiến của Biden từ lúc đương chức. Tài tử Star Trek George Takei viết trên trang cá nhân, tôi muốn vinh danh Tổng thống của chúng ta, ngài Joe Biden. Ông đã phụng sự cho đất nước một cách đáng ngưỡng mộ trong nhiều thập kỷ. Ông là một người tử tế, đáng kính, một Tổng thống vô cùng thành công và một người yêu nước. Giờ chúng ta hãy đoàn kết để ủng hộ bà Kamala Harris và đánh bại Donald Trump vào tháng 11. Ca sĩ John Legend bày tỏ lòng biết ơn tới sự duyên dáng và lòng yêu nước của Tổng thống khi chọn bước sang một bên vì lợi ích đất nước. Giọng ca đoạt giải Grammy cho biết sẽ bầu cho Tổng thống Kamala Harris và sẵn sàng giúp bà bằng mọi cách. Những người nổi tiếng đã nhanh chóng phản ứng với tin này. Nhiều ngôi sao dành lời tri ân cho những cống hiến của ông Biden cho nước Mỹ. Số khác lại trông chờ vào biểu hiện của bà Harris trong thời gian tới. Joe Biden là một trong những tổng thống có ảnh hưởng nhất của nước Mỹ, cũng như là một người bạn và đối tác thân thiết của tôi. Hôm nay, chúng ta cũng được nhắc nhở một lần nữa rằng ông ấy là người yêu nước ở cấp độ cao nhất, cựu Tổng thống Barack Obama chia sẻ trên X. Nam diễn viên hài Jon Stewart gọi Tổng thống Mỹ đương nhiệm là huyền thoại. Mỹ nhân da màu Uzo Aduba và nữ chính Sabrina, cô phù thủy nhỏ Melissa John Hart dành lời cảm ơn cho vị lãnh đạo đất nước. Các nghệ sĩ cũng dành cho bà Kamala Harris nhiều lời khen. Nữ diễn viên đoạt giải Oscar Jamie Lee Curtis viết, cô ấy đáng tin cậy và đã trải qua nhiều thử thách. Kamala Harris là người ủng hộ mạnh mẽ cho nữ quyền và người da màu. Thông điệp của cô ấy là hy vọng và sự thống nhất nước Mỹ trong thời điểm đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc. Đạo diễn kiêm diễn viên đoạt giải Oscar Spike Lee đăng tải ảnh bà Harris với một dòng chữ, một lần nữa, một người phụ nữ đến giải cứu. Không nhắc đến ông Biden, Cardi B tỏ ra phấn khích khi bà Harris gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo nữ rapper, cô từng dự đoán phó tổng thống Mỹ là ứng cử viên của năm 2024. Ariana Grande cũng thể hiện sự ủng hộ của mình đối với bà Harris bằng cách chia sẻ bài đăng của ông Biden về nữ chính trị gia trên Instagram Story. Diễn viên hài Russell Ben, chồng cũ Katy Perry, cũng nằm trong danh sách người nổi tiếng tán thành bà Harris ra tranh cử. Sau nhiều tuần chịu sức ép từ chính đảng Dân Chủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21 tháng 7 thông báo quyết định ngừng tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng viên của đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử tháng 11. Theo nguồn tin của NBC, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chính là nhân vật chủ chốt trong việc khéo léo thúc giục ông Biden bỏ cuộc. Bà Pelosi được cho là đã cảnh báo ông trong một cuộc điện thoại riêng rằng nếu tiếp tục tham gia cuộc đua, ông có thể thua nặng nề trước ứng viên Cộng hòa Donald Trump, đến mức Đảng Dân Chủ có thể mất quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Các nguồn tin cho biết, dù bà Pelosi không công khai kêu gọi ông Biden từ chức, nhưng bà đã lặng lẽ làm việc này ở hậu trường và làm một cách có phương pháp. Cựu chủ tịch Hạ viện được cho là đã nói chuyện với nhiều nhà lập pháp và kêu gọi họ nói lên lương tâm của mình về việc ứng cử của ông Biden. Ba nguồn tin chia sẻ với NBC, bất cứ khi nào chủ đề kêu gọi ông Biden ngừng cuộc đua chìm xuống, bà Pelosi lại là người thổi bùng ngọn lửa để khơi lại.